Chào các em, thầy tên là Trịnh Sáng, giáo viên môn vật lý trường trung học phổ thông Sào Nam Duy Xuyên. Rất vui được cùng đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Truyền hình Quảng Nam. Trong các tiết học trước, chúng ta đã vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích hiện tượng quang điện trong, hiện tượng quang điện ngoài. Để dễ dàng hiểu được nội dung bài mới, chúng ta cùng ôn lại nội dung chính của thuyết này. Nội dung của thuyết này là: ta coi chùm sáng là chùm hạt, mỗi hạt ta gọi là một photon. Mỗi photon mang năng lượng Hf bằng Hc chia lambda. Các photon truyền đi với tốc độ 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây trong chân không, dọc theo đường truyền của tia sáng. Khi nguyên tử, phân tử, electron phát xạ hấp thụ ánh sáng, nghĩa là chúng phát xạ hấp thụ photon. Đồng thời, trước đó các em cũng đã được tìm hiểu về quang phổ vạch của các chất. Ta xét một chất khí ở áp suất thấp được kích thích bằng điện hay nhiệt để phát sáng, thì ánh sáng của các chất khác nhau là khác hẳn nhau. Tức quang phổ vạch phát xạ của chúng khác hẳn nhau về màu sắc, số lượng và vị trí các vạch. Trên đường truyền của chùm ánh sáng trắng, ta chán bằng một bình khí hay hơi ở áp suất thấp, và nhiệt độ của bình khí này thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra ánh sáng trắng, thì trên nền quang phổ liên tục ta thấy các vạch tối. Vậy các vạch tối này là do chất khí này hấp thụ. Đồng thời người ta thấy đối với mỗi chất khí xác định thì nó phát xạ những ánh sáng màu nào thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng màu đó. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Vì sao chất khí ở áp suất thấp khi được kích thích thì phát sáng? Vì sao các chất khí khác nhau thì ánh sáng phát ra là khác hẳn nhau? Và vì sao các chất khí phát ra màu gì thì hấp thụ màu đó? Hôm nay chúng ta cùng trả lời các câu hỏi này qua nội dung bài 33 mẫu nguyên tử Bohr. Nội dung chính của bài này gồm hai phần. Phần thứ nhất, các em tìm hiểu về các tiền đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử. Sau đó các em vận dụng nội dung các tiền đề này để giải thích sự hình thành của quang phổ vạch hydro. Nói về cấu tạo nguyên tử, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của hạt electron, nhà bác học Thomson đã đưa ra một mẫu nguyên tử như sau. Nguyên tử có dạng hình cầu, kích thước vào khoảng 10 mũ trừ 10 mét, mang điện tích dương. Quả cầu này là một môi trường đồng chất và các electron phân bố rải rác trong quả cầu và đối xứng nhau. Nhưng sau đó một số thí nghiệm lại không cho kết quả như vậy. Nhất là thí nghiệm tán xạ hạt alpha của Rutherford. Năm 1911, nhà bác học Rutherford đưa ra một mẫu nguyên tử mới giống như hành tinh của chúng ta, nên mẫu này gọi là mẫu hành tinh Rutherford. Mẫu này như sau. Tại tâm của nguyên tử là hạt nhân mang điện tích dương. Xung quanh là các electron chuyển động trên quỹ đạo tròn hoặc là ellipse.
khối lượng nguyên tử tập trung hầu như tại hạt nhân. Tổng độ lớn điện tích của các electron bằng với điện tích dương của hạt nhân. Nhưng mẫu này tồn tại một số hạn chế như không giải thích được tính bền vững của nguyên tử, như vì sao electron ở xung quanh hạt nhân trong khi giữa chúng có lực hút tĩnh điện. Hạn chế thứ hai đó là mẫu này không giải thích được sự hình thành và phát xạ của quang phổ vạch đối với các chất. Trên cơ sở mẫu hành tinh của Rutherford cùng với thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein, nhà bác học Bohr đưa ra một mẫu mới vào năm 1913, người ta gọi là mẫu nguyên tử Bohr, bằng cách thêm vào hai tiên đề, ta gọi là hai tiên đề Bohr. Bây giờ, chúng ta cùng qua nội dung tiên đề thứ nhất. Tiên đề thứ nhất nói về trạng thái dừng của nguyên tử. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng hoàn toàn xác định, ta gọi là trạng thái dừng. Ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. Trong các quỹ đạo dừng, electron chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, người ta gọi là quỹ đạo dừng. Bây giờ, chúng ta cùng diễn giải nội dung tiên đề này qua hình vẽ sau. Ta xét một nguyên tử gồm nhân và electron quay xung quanh. Năng lượng của nguyên tử gồm tổng động năng của electron và thế năng tương tác tĩnh điện giữa chúng. Lực tương tác giữa hạt nhân và electron đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho electron quay xung quanh hạt nhân. Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng này là thấp nhất, và nguyên tử ở trạng thái bền vững nhất, ta gọi đây là trạng thái cơ bản. Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng dưới dạng photon chẳng hạn, thì electron sẽ chuyển lên các quỹ đạo dừng ở xa hạt nhân hơn, và mức năng lượng của nguyên tử sẽ lớn hơn. Trạng thái này người ta gọi là trạng thái kích thích. Thời gian sống trong trạng thái này là rất ngắn, khoảng 10^-8 giây. Sau đó, nguyên tử sẽ phát ra photon và chuyển về các mức năng lượng thấp hơn, sau đó chuyển về trạng thái cơ bản. Và electron sẽ chuyển từ các quỹ đạo dừng có bán kính lớn về các quỹ đạo dừng có bán kính nhỏ hơn. Bây giờ, chúng ta cùng áp dụng tiên đề này cho nguyên tử hydro. Nguyên tử hydro gồm nhân và một electron quay xung quanh. Bình thường, nguyên tử quay trên quỹ đạo có lượng tử số là n bằng 1, và quỹ đạo này ta gọi là quỹ đạo K. Vậy, electron quay trên quỹ đạo này thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu? Thì người ta tính toán được bán kính quỹ đạo của trạng thái này là R0 bằng 5,3 nhân 10^-11 mét. Giá trị này ta gọi là bán kính Bohr. Trạng thái này ta gọi là trạng thái cơ bản. Và các thông tin thầy vừa nêu có thể lập thành một bản sao. Nếu nguyên tử hydro nhận được năng lượng, thì electron sẽ chuyển lên các quỹ đạo xa hạt nhân hơn. Và quỹ đạo tiếp theo sẽ là n bằng 2, và quỹ đạo này có tên gọi là L. Mức năng lượng của nguyên tử sẽ là A2, lớn hơn. Lúc này, bán kính quỹ đạo của electron sẽ có giá trị bằng bao nhiêu? Nó có giá trị sẽ là 4R0, và trạng thái này ta gọi là trạng thái kích thích. Tương tự như thế, nếu nguyên tử hấp thụ năng lượng lớn hơn, thì electron sẽ chuyển lên quỹ đạo dừng có n bằng 3, quỹ đạo này có tên là M.
và bán kính quỹ đạo lúc này có giá trị là 9R0 và mức năng lượng tương ứng là E3. Nhìn vào bảng này, các em có thể rút ra được quy luật về nhảy quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hydro, đó là R sẽ bằng N bình R0. Tương tự như thế, ta có các trạng thái dừng tiếp theo. Các trạng thái dừng tiếp theo được viết theo thứ tự của bảng chữ cái, đó là K, L, M, N, O, P, tương ứng với các mức năng lượng từ 1 tới 6. Và bán kính quỹ đạo ta dễ dàng suy ra được. Nếu như nguyên tử hydro nhận được năng lượng lớn hơn nữa thì sao? Chúng ta biết giữa electron và hạt nhân có lực hút tĩnh điện. Chính lực này giữ electron quay xung quanh hạt nhân. Nếu nguyên tử nhận được năng lượng lớn, electron chuyển động ra xa hạt nhân, thì lực liên kết giữa chúng sẽ nhỏ. Và khi lực này không đủ giữ electron quay xung quanh hạt nhân, thì nó sẽ bứt ra khỏi nguyên tử và trở thành electron tự do. Hiện tượng này ta gọi là hiện tượng ion hóa chất khí. Trong các bài trước, các em học về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X, thì tia nào có khả năng ion hóa chất khí? Đó là tia tử ngoại và tia X. Các tia này có bước sóng ngắn, nên năng lượng của chúng lớn, nên nó đủ sức kéo electron bật ra khỏi nguyên tử để trở thành electron tự do. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo nguyên tử trên các phương diện năng lượng, bán kính quỹ đạo, sự hấp thụ và bức xạ năng lượng. Vậy sự hấp thụ và bức xạ năng lượng tuân theo quy luật nào? Chúng ta đi qua nội dung tiên đề thứ hai, đó là tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử. Nội dung của tiên đề như sau. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng N sang trạng thái dừng có mức năng lượng M thấp hơn, thì nó sẽ phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ M. Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng là M thấp, hấp thụ một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ M, thì nguyên tử sẽ chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng N cao hơn. Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có epsilon bằng HFnm bằng N trừ M. Để dễ dàng nắm được nội dung của tiên đề này, các em tham khảo mô hình sau. Ta xét một nguyên tử có nhân và có electron quay trên quỹ đạo M gần hạt nhân. Mức năng lượng của nguyên tử lúc này là M là thấp. Và đây là nguyên tử có electron đang ở quỹ đạo dừng N cao hơn, tức là mức năng lượng của nguyên tử là N. Khi nguyên tử hấp thụ photon có năng lượng HFmn, thì electron sẽ chuyển động lên quỹ đạo dừng N và mức năng lượng sẽ là N lớn hơn. Tương tự như thế, electron chuyển từ quỹ đạo dừng N sang M thì nó sẽ phát ra một photon. Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có N trừ M bằng HFnm. Chúng ta biết các nguyên tử tồn tại ở những trạng thái dừng có mức năng lượng hoàn toàn xác định, nên nguyên tử hấp thụ năng lượng bao nhiêu thì sẽ phát xạ tương ứng năng lượng bấy nhiêu. Nên ta có chất khí hấp thụ những bức xạ nào thì sẽ phát xạ ra những bức xạ đó. Vừa rồi, thầy cùng các em tìm hiểu các nội dung của tiên đề Bohr. Bây giờ chúng ta cùng giải một số câu trắc nghiệm bằng cách vận dụng
các nội dung của tiền đề này. Chúng ta qua câu hỏi thứ nhất. Chúng ta biết bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử hydro tuân theo quy luật đó là R bằng N bình R zero với N là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên bán kính quỹ đạo dừng có giá trị là 15 R zero là không tồn tại. Nên ta có đáp án của câu này sẽ là C. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Chúng ta cùng phân tích các đáp án. Đáp án A, ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. Nguyên tử chỉ bức xạ khi electron chuyển quỹ đạo dừng. Đáp án B, ở trạng thái dừng, bán kính quỹ đạo của electron là hoàn toàn xác định, như chúng ta đã phân tích ở đây. Câu C, ở trạng thái dừng có mức năng lượng càng lớn, thì nguyên tử càng bền vững. Câu này là không đúng. Chúng ta sẽ sửa lại là nguyên tử ở trạng thái dừng có mức năng lượng càng cao thì càng kém bền vững. Nên đáp án của chúng ta sẽ là C. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Các em đã có hướng đi cho mình chưa ạ? Bây giờ chúng ta cùng phân tích. Chúng ta tìm bước sáng mà nguyên tử phát ra. Do đó, ta sẽ áp dụng tiền đề thứ hai. Đó là E cao trừ E thấp sẽ bằng HF bằng HC chia lambda. Chúng ta chú ý rằng năng lượng của nguyên tử có giá trị âm do thế năng tương tác giữa electron và hạt nhân có giá trị âm và nó sẽ tiến tới không khi electron tiến ra xa vô cùng so với hạt nhân. Theo toán học, ta có giá trị trừ 1,5 electron volt lớn hơn trừ 3,4 electron volt. Ta lắp các giá trị này vào trong biểu thức và đổi năng lượng electron volt này ra run bằng cách thêm vào 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Ta tính được lambda này theo đơn vị mét. Sau đó ta sẽ đổi giá trị mét này ra micromet. Ta được giá trị 0,654 micromet. Nay đáp án của chúng ta sẽ là A. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng hai tiền đề trên để giải thích sự hình thành của quang phổ vạch hydro. Nếu ta có bình khí hydro ở áp suất thấp được kích thích để phát sáng, thì ánh sáng do khí hydro phát ra có các bức xạ thuộc vùng tử ngoại, nhìn thái và hồng ngoại. Trong vùng nhìn thái, ánh sáng do hydro phát ra gồm các bức xạ đỏ, lam, chàm và tím tương ứng với bốn vạch đỏ, lam, chàm, tím. Bây giờ chúng ta cùng xem một clip ngắn về quang phổ của hydro.
Vừa rồi các em đã thấy nguyên tử hydro phát ra các bức xạ đỏ, lam, chòm, tím trong vùng nhìn thấy. Vậy ta giải thích điều đó như thế nào bằng cách vận dụng tiên đề Bohr? Đây là các quỹ đạo dừng và đây là tương ứng các mức năng lượng. Bán kính quỹ đạo dừng càng lớn, các mức năng lượng càng cao. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng có bán kính lớn sang quỹ đạo dừng có bán kính nhỏ thì nó sẽ phát ra bức xạ. Chúng ta biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử là khác nhau, nên năng lượng của các bức xạ phát ra là khác hẳn nhau. Nên ta có nguyên tử hydro sẽ phát ra các màu khác nhau, tương ứng với các vạch quang phổ khác nhau. Cụ thể, khi nguyên tử chuyển từ các mức năng lượng lớn về các mức năng lượng M1, thì nó sẽ phát ra các bức xạ tử ngọn. Tương tự, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng E6, E5, E4, E3 về mức năng lượng E2, thì nó sẽ phát ra các bức xạ đỏ, lam, chòm và tím. Hiệu hai mức năng lượng càng nhỏ, thì bước sóng nó phát ra càng dài. Nên ta có bức xạ màu đỏ là tương ứng với electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo dừng L. Còn bức xạ màu tím tương ứng với electron chuyển từ quỹ đạo phế sang quỹ đạo L. Tương tự cho vùng hồng ngoại. Tóm lại, do nguyên tử tồn tại ở những trạng thái dừng có năng lượng xác định, nên khi chuyển trạng thái dừng, các bức xạ phát ra có năng lượng xác định và khác nhau ở các trạng thái dừng khác nhau. Mỗi photon phát ra ứng với một sóng ánh sáng đơn sắc tương ứng với một vạch trong quang phổ. Bây giờ chúng ta cùng giải tiếp một số câu trắc nghiệm bằng cách vận dụng kiến thức của toàn bài. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4. Ta có bán kính quỹ đạo của electron ứng với quỹ đạo dừng N, tức là ứng với số lượng tử N nhỏ là N bằng 4. Nên ta có đáp án của mình sẽ là 16R0. Ta có đáp án là B. Chúng ta qua câu hỏi số 5. Ta biết khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L gần hạt nhân hơn thì bán kính sẽ giảm. Quỹ đạo dừng N có số lượng tử là 4, bán kính quỹ đạo là 16R0. Quỹ đạo L có số lượng tử là 2, bán kính quỹ đạo sẽ là 4R0. Vậy khi chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L, bán kính sẽ giảm bớt một lượng sẽ là 12R0. Nên ta có đáp án sẽ là C. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo K, thì bức xạ sẽ được phát ra. Và trong đề người ta cho giá trị của bước sóng. Theo tiên đề số 2 ta có M trừ EK sẽ bằng epsilon MK bằng HC chia lambda MK. Trong đề người ta cho giá trị lambda MK và người ta biểu tính năng lượng của bức xạ này. Nên ta lắp các hàng số Planck tốc độ ánh sáng trong chân không và bước sóng đổi ra mét. Ta sẽ tính được năng lượng của bức xạ này. Sau đó,
ta sẽ đổi năng lượng này ra đơn vị electron volt bằng cách chia 1,6 nhân 11 trừ 19. Ta sẽ được đáp án là 12,1 AV. Chúng ta qua câu hỏi số 7. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về L thì tương ứng với mức năng lượng của nguyên tử chuyển từ E3 về E2 và phát ra bức xạ. Tương tự, khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng từ mức năng lượng E4 sang E3 thì nó sẽ phát ra bức xạ tương ứng. Ta có E4 trừ E3 bằng HC chia lambda bóng 3. Ta lại có E3 trừ E2 sẽ bằng HC chia lambda 32. Để yêu cầu tìm bức xạ phát ra khi electron của nguyên tử chuyển từ N về L, tức là từ mức năng lượng E4 về E2, theo tiên đề Bohr, ta có biểu thức E4 trừ E2 bằng HC chia lambda 42. Mục tiêu của chúng ta là tìm lambda 42 này. Nên các em thấy, từ phương trình 1 và phương trình 2, ta lấy hai phương trình này ta cộng với nhau, thì ta sẽ được E4 trừ E2 bằng HC chia lambda 43 cộng HC chia lambda 32. Ta thế vào đây, ta được phương trình. Rút gọn các hằng số HC và lắp các giá trị lambda 43 và lambda 32. Ta sẽ tính được lambda 42 là giá trị cần tìm. Và đáp án của chúng ta là B, 0,486 micromet. Bây giờ chúng ta cùng qua câu số 8. Với câu hỏi này, để yêu cầu tính năng lượng bức xạ khi electron chuyển từ quỹ đạo N về M, tức electron chuyển từ quỹ đạo có số lượng tử N bằng 4 về N bằng 3, ta có epsilon 43 sẽ bằng E4 trừ E3. Lắp N bằng 4 và N bằng 3 vào biểu thức này, ta sẽ được giá trị của năng lượng cần tìm. Đó là 0,661 electron volt. Nên đáp án của chúng ta sẽ là D. Qua bài này các em còn thấy thêm một vấn đề mà thầy đã nói lúc nãy. Đó là ở các trạng thái dừng, nguyên tử hoàn toàn xác định. Và đây chính là biểu thức năng lượng về trạng thái dừng của nguyên tử hydro. Vừa rồi, thầy cùng các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài. Qua bài này, các em cần nắm được các nội dung của tiên đề Bohr, vận dụng các tiên đề này để giải thích sự hình thành của quang phổ vạch hydro. Thầy hy vọng nhìn vào sơ đồ này, các em có thể diễn đạt lại được nội dung của toàn bài. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Chào tạm biệt các em.